Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin à, Nhiều lúc, cho những tất cả những anh em à, đăng ký với tiền economy thì bạn phải lên trên cái nền tảng này, X, bạn lấy cái tên của thằng cu này nó là mình, dán nó cho trong đây bạn có thể tìm được mình Tất cả những video hay là tất cả những gì mình làm cho Cộng đồng Việt Nam được công khai đăng lên trên đây cũng giống như lúc mà mình đã gửi cái video tín hiệu cho bạn thì mình vẫn sẽ ghi là đã gửi cho bạn nhiều lúc bạn sẽ thấy những cái tín hiệu giá BTC sẽ được gửi sau 15 phút. Nhưng bạn có thể thấy là nó đã vừa rồi là nó là 55, 51 phút. Có nghĩa là mình làm chưa xong. Có nghĩa là mình học chưa xong. Mình chưa ra được tín hiệu cho bạn. À, cái mà bạn muốn thấy là cái chữ là Bitcoin. Tín hiệu đã gửi. Đã gửi. Đã gửi. Đã gửi có nghĩa là nó nằm thẳng trong hộp thư của bạn. Thì sau đó là bạn quay qua bạn kiểm tra. Nghe thì thường xuyên lên cái trang X này. Không chỉ vậy nữa, thỉnh thoảng rất là nhiều thứ mình sẽ đăng lên trên đây những cái thứ mà nó quan trọng, ok cũng và lâu lâu cũng có một vài chỗ cho vui, ok những cái video rõ ràng ở đây không chỉ là chia sẻ cho bạn về cái okay, chốt đơn nhảy vô nhảy ra chốt đơn nhưng cái đây mình lan tỏa về kiến thức cho bạn về BTC những thông tin nổi bật nhất của tiền điện tử ok thì nó nằm ở trên cái nền tảng tiền academy youtube và tất cả những cái video thì cũng đã được mình để cái link ở trên đây cho bạn đây cũng giống như đây 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 bạn nhảy vô bạn coi ok để bạn biết cái thị trường nó như thế nào vân vân và vân vân ok à, và rất là nhiều thông tin nha rất là nhiều thông tin về những cái thứ khác ok à, về tiền điện tử nằm trên đây cái okay, link đó đăng ký thì mình bắt đầu quay cái video và sau đó là mình gửi thẳng vô trong tài khoản của bạn và mình gửi thẳng vô trong tài khoản của bạn vậy đó lúc bạn thấy cái link ok nếu bạn ấn vô cái lính mà nó chưa có chơi được á, cho những người mới người không biết thì bạn phải đợi vài phút bởi vì nó đang cái video đang được upload lên trên cái youtube bạn phải đợi vài phút ok nếu bạn ấn vô mà coi không được thì đợi vài phút nữa rồi ấn vô lại ok và sau khi mình gửi cho bạn thì mình sẽ ghi, ghi cái chữ đã gửi đã gửi đã gửi uh, ok cân nhắc nghe ok chưa gọi là ok đã, đừng có vì uh, có bao nhiêu người như vậy nhiều luôn, nhiều người mới người nhảy nhảy vô đó. thì bạn cứ câu hỏi là ô sao cái link cái link không có coi được, không coi được, không coi được. bởi vì cái video đang được upload lên trên YouTube và để tiết kiệm thời gian sau khi upload là mình gửi cái link cho bạn. Ok thì ấn vô một lần không được. Đợi 5 phút nữa, ấn vô lần thứ hai vẫn không được. Ok thì bạn mới liên lạc nhân viên. Vô. Thì vừa rồi, đây là cuối tuần của mình, giai đoạn cuối tuần của mình. Ok, gọi là À, cũng không có một sự bay bổng cho máy nhà không có sự bay bổng cho máy vừa rồi cái râu của nó lên được cái con giá là 67 mươi bảy nghìn sáu mươi bảy thì đây trong cái video này nghe mình à, cân nhắc cho bạn rõ ràng chuẩn bị những cái giờ tới đây và cái tuần đây là cái tuần quyết định à, giá của BTC đây là cái tuần quyết định của giá BTC thì à, đừng bỏ rơi cái thì cái, cái cái, cái cái tuần này cái okay, tuần này là cái tuần quyết định giá của BTC chuẩn bị tới đây nó sẽ bay lên cái vùng đúng không cái vùng à, uh, 69 2 000 đô nữa chứ không có gì hết ok 72 73 sau đó sập một cái vèo đi xuống lại ok sập một cái vèo đi xuống lại uh, sập một cái vèo đi xuống lại tạo một uh, sập dưới con giá 60 56 này luôn ok nó rơi vào con giá là 55 54 53 Ok, 53, okay, uh, 50, 50.000, uh, 50.800, ok, miễn sao con giá, nhớ là con giá là 50.800, nghe ta ở dưới vùng này lận đúng không, 50.800, chống được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang lên lại. Mình cân nhắc luôn là nếu ngay bây giờ nó phá vỡ đi lên, phá vỡ điểm đỉnh của nó, vừa rồi là 67.700, lên luôn, thì nó lên đâu được vài ngàn nữa, 69 Ok, 72, 73 rồi sau đó nó sập lại Thì cái sập lại mới là cái quan trọng Ok, sập lại Thì cân nhắc luôn ngay bây giờ xác suất ngay bây giờ Dựa theo những gì tính toán á Nếu mà nó lên luôn ngay bây giờ Nếu nó lên tới con giá 69, 70 Ok, 69 Ok, 72, 73 Thì xác suất là nó sẽ sập lại Nghe, ghi được Ok, ghi cái đó xuống xác suất nếu mà nó bay lên bây giờ ngắn hạn thì nó sẽ là nó là rất là tốt đúng không ngắn hạn thì rất là bullish lên 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 được 69 72 73 nhưng xác suất là đây chỉ là cái sóng B thôi có nghĩa là sóng C phải được diễn ra có nghĩa là sập lại hay là có thể gọi là cái sóng số 4 được diễn ra đỉnh vừa rồi của nó là sóng số 3 cho những người nào theo dõi một thời gian dài thì chắc chắn là một những cái thông tin này là bạn nó đã thấm vô trong máu của bạn rồi đây là sóng 3 Okay. Và sóng 4 đang được diễn ra và rồi vào cái khu vực đó vẫn vậy Nằm giữa cái khung 55 và 50 000 Ok, 50 ngàn. Ok. À, 50 800 chống được thử cảm và thử leo thang lên lại. Ok. Thì cân nhắc trong đầu cái video mình đã cân nhắc là ngay bây giờ nếu mà nó bay lên đó tới cái vùng 69 cho tới 73 thì xác suất nó sẽ sập lại. Nó lên trước rồi nó sập lại. Okay. 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 ok. Cái đó là cái quan trọng okay. Chừng nào chỗ nào chỗ quan trọng Thì mình sẽ nói cái chữ quan trọng cho bạn nhớ bay lên 6970 73 rồi sập lại thì đó là cái 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 cái, cái dự đoán ok nhưng mà ngay bây giờ nếu mà nó rớt luôn á nó rớt xuống nó rớt lại nó rớt lại á vô cái cái sóng số 2 của nó rơi vào con giá là 60.800 giữa cái khung 60.800 và 58.300 rớt xuống cái khung 60.000 ok 60.000 ok 60.800 ok 60.800 58 ngàn 58 ngàn 58 ngàn 300 Rớt xuống Bây giờ rớt xuống luôn á Rõ ràng rớt Đâu ai muốn đâu không Nhưng mà rớt ngắn hạn Ngay bây giờ nếu mà rớt xuống Thì nó rất là bullish Cái kế tiếp nó sẽ lên là tới 85, 90 ngàn Bây giờ mình lên Thì mình sẽ sập Còn bây giờ mình xuống Cái vùng 60 ngàn 800 58 ngàn 300 Thì mình sẽ lên Và lúc mà lên lại á thì nó lên tới cái vùng cái vùng gì cái vùng 85 90 cái đó quan trọng mình muốn nó xuống rồi lên thiệt sự rõ ràng thì ngắn hạn ngay bây giờ thiệt sự là mình không muốn nó bay bỏng lên đâu mình muốn nó xuống tới cái vùng 60.800 ờ, cái khung giá Ok 60.800 58 300 rồi bay lên lại thì chỗ này mình thu gom thêm rồi lên đó thì mình 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 chốt đơn đúng không thì nó tốt hơn mình muốn nó xuống Ok nhưng mà làm sao mình biết là chuẩn bị tới đây những cái giờ tới đây nó xuống hay lên thì mình sẽ dựa theo cái khung giờ để nói chuyện và chuẩn bị tới đây thì mình nhảy vô. Ok. Rõ ràng. Đây là cái khung ngày cho những người bạn nào mới tham gia cái cái nền tảng này. Ok. Nhớ lấy 5 10 tập 20 tập vừa rồi. Ok. Nhớ trong cái thị trường này bạn phải bỏ gọi là thời gian ra để bạn học. Nếu thiệt sự bạn muốn thay đổi cái vấn đề tài chính của bạn ngay bây giờ bạn chưa có tự, có chưa có được tự do tài chính bạn muốn có được tự do tài chính quay lại coi những cái video tín hiệu vừa rồi để tự xác thực cái tín hiệu nó như thế nào rồi sau đó cập nhật tín hiệu để chốt đơn chốt đơn và chốt đơn nhớ là những cái người mà người ta tham gia ở trước đây người ta tham gia là người ta nói ở tham gia thử để kiểm duyệt cái tín hiệu thôi sau đó là người ta nghĩ cái công việc của người ta và người ta làm trước đây là người ta làm bác sĩ người ta làm kỹ sư ở trên toàn cầu chứ không phải là nước việt nam này và người ta ngồi ở nhà để người ta cập nhật tín hiệu để người ta chốt đơn thì quay lại thời gian là xác thực xác thực xác cái đồng nào là xác thực đồng nào trước bạn có thể xác thực thằng BTC trước thôi bởi vì mỗi đồng như vậy nó có cả ngàn cái video lận để xác thực thì làm sao xác thực cho hết thì coi cái video tín hiệu của BTC vừa rồi thôi 5, mười tập hai chục tập vừa rồi và không chỉ vậy những cái kiến thức được lan tỏa trong những cái video tín hiệu ok cũng giống như hình hài một lá cờ như vậy một hai cái vành đen chút đầu đi xuống thì sau bao nhiêu phần trăm là nó sẽ phá vỡ sẽ đi lên 60% phá vỡ đi lên thì vừa rồi nó cũng đã phá vỡ đi lên và ngay bây giờ nó đang gặp ở cái gì kháng cự thôi dung không hết nghe ok vô quay lại nghe quay lại cho những người nào mới ok để xác thực tín hiệu để bằng biết cái tín hiệu nó chuẩn như thế nào thì btc về khung ngày thì nó đang nằm ở cái gọi là cái kháng cự của nó thôi chứ không gì hết đang nghỉ ngơi ok nguyên cái tuần vừa rồi không được không gì hết nghe cái khung ngày nhớ đây là cái khung mà mình chia sẻ cho bạn hai tháng trước đây nguyên cái thời gian này nè từ cái đỉnh này nè mình đã chia sẻ cho bạn và cái đỉnh vừa rồi đây nó ngừng ở khung giá là 73.800 Đó là một trong những con số là mình nói nó ngừng ngừ ngừng, ngừng để đi xuống ok Mình cân cho ngắt cho bạn trên cái màn hình 2-3 tuần trước ok Rồi 2-3 tuần trước là mình tới đã nói là tới đây là tới cái giờ đoạn nó, nó sẽ hồi Mình cân nhắc cho bạn ở đây Rồi tới đây nó uh, Ok Rồi nó xảy ra và nó hồi như vậy ok Thì cẩn thận Thì đây là những con giá chống lưng mà mình dùng 2 tháng Nguyên cái khu vực này mình dùng Ok nó sẽ rơi vào con giá 61.800, 55.500, ok, 50, Ok, 50.800 thì đây là cái khung giá cái chống lưng của nó. Cái con giá quan trọng á thì vẫn là cái con giá này chứ không thay đổi 2 tháng trời, ok. 50.800 vẫn giữ được trên 5 ngày, 50.800 thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang, có nghĩa là con sẽ lên tới con giá 70, 80, vân vân và vân vân, 90, ok, vân vân và vân, vân vân. Là cái 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 này là cái chống lưng. Vừa rồi về đếm sóng thì đây là sóng số 1, đây là sóng số 2, đây là sóng số 3. Ok Và mình đang trải nghiệm là cái sóng số 4 Từ 3 tới 4 là một thời gian chán nản Chán nản đã nhắc nhở hai tháng trời Ok Và đây Ok uh, Gọi là <laughs> tiếp tục chán nản Ok More boring Ok Tiếp tục chán nản uh, Cân nhắc cân nhắc rồi Chứ không phải là không Thì Sắc từ 3 cho tới 4 á xác suất á thì nó sẽ xảy ra ba sóng cũng giống như đây w x and y ok w x and y là ba cái sóng nhỏ của từ 3 cho tới 4 Cái này mình có thể dời nó xuống chút xíu Ok, W, X and Y Tất cả mọi thứ, nếu tất cả mọi thứ leo thang ngay bây giờ Đúng không? Tất cả mọi thứ leo thang ngay bây giờ Thì sóng 4 có thể kết thúc ở đây Và sóng 5 bắt đầu luôn và nó lên tới cái vùng 85 tới 90 lần Ok, ok nếu tất cả mọi thứ leo thang ngay bây giờ Và leo thang thì leo thang như thế nào? Leo thang là có nghĩa là năm sóng đi lên ba sóng hồi cái công thức nó là lúc nào cũng vậy hết để cho cái trend nó thay đổi từ xuống này bắt đầu để đi lên lại từ xuống đổi thành lên từ xuống đổi thành lên thì mình cần năm sóng đi lên thì đây mới là một này hai mình chỉ có ba sóng đi lên thôi mình cần sóng số 4 và sóng số 5 năm sóng đi lên rồi sau đó là a b c ba sóng hồi tạo một cái đấy để mình biết là mình đi lên luôn thì đây đã cân nhắc năm mình cần năm sóng đi lên và ngay bây giờ mình chỉ cần mình chỉ có ba sóng à ba sóng à đây là một này đây là hai là ba xin lỗi bạn Ok, mình cần 5 sóng và 3 sóng hồi. Ok, nếu mà vẽ nó ra thì là, là là, vậy đúng không? 1 2 3 4 5 5 sóng đi lên, sau đó 1 2 3 3 cái sóng hồi lực. Ok, mình cần 5 sóng đi lên và 3 sóng hồi xảy ra. Ok, rồi sau chỗ cái vùng này là ngon lành để mua vô và sau đó là lên luôn. Ok, còn ngay bây giờ là quá sớm, quá sớm để nói lên cái câu chuyện à, cái chuyện đó, cái okay. cái chuyện mà gọi là cái cái chuyện đó ok ngay bây giờ là mình đang mới có cái sóng số 3 và mới tới cái sóng số 3 có nghĩa là nó sập lại bất cứ lúc nào ok và xác suất đây là cái chống lưng vừa rồi đây là cái khung giá của 61.800 và 50.000 50.800 thì bất cứ nằm trong cái khung giá này là cái vùng mà để gì và vừa rồi đã cân nhắc trong những cái video tín hiệu vừa rồi là cái vùng mua vô ok vừa rồi giá sập xuống tới 56.600 Ok, nếu bạn mua ngay ngay bây giờ là 56.600 thì một Bitcoin ngay ngay bây giờ bạn đã lời tới 11.000 đô. một 11, 000 đô. Ok. Thì đây là nguyên cái khung để mua vô, ngay cân nhắc thêm một lần nữa. Và xác suất ngay bây giờ dựa theo những gì lạng hoạn là nó sẽ rơi lại cái vùng này thêm một lần nữa. Lần cuối cùng, lần cuối cùng. Để thu gom, để lui bán tải lại để mua BTC. Ok, giữ được trên 50.800 giữ này thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang leo thang lên 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 thì đây là cái chống chống mương lần mới là cái chống lần chính chính nghe cái lòng chống lần chính của BTC không ngày ok thì hồi nãy cái vùng từ 3 tới 4 này đúng không từ 3 tới 4 này thì mình giải thích ra đây cho nó rõ hơn chút xíu cho bạn từ 3 tới 4 Ok, xác suất là đang được diễn ra. Tất cả mọi thứ leo thang ngay bây giờ thì có nghĩa là sống có số 4 có thể đã kết thúc ở cái cái vùng này. Đây, nó kết thúc nó nó đã kết thúc ở cái vùng con giá 50 56.600. Ok, nhưng mà chưa có chưa có chưa có mình chưa có uh, mình chưa có đủ tài liệu để để nói nói lên câu chuyện đó. Ok, bởi vậy mình bể cái sóng số, số 4 ở đây. Chưa đủ nha, chưa đủ. Thì đây là ba nè. Ok, rơi vào con đỉnh này. cái đỉnh là 60 73.800. Thì đây là 3, ok, rồi vào cái đỉnh sống ở uh, 73.800. Đây là sóng số 3 và đây là sống số 4 từ 3 tới 4 như vậy ok đây là những kiến thức mình lan tỏa bao nhiêu hai ba chục cái video vừa rồi đây là mình tóm gọn lại cho những người mới nhảy vô cho bạn hiểu câu chuyện ok rõ ràng hơn chút xíu từ 3 tới 4 từ 3 tới 4 như vậy á, thì nó có ba sóng w x and y cũng giống như ở đây đúng không w x and y không khác đúng không w x and y như vậy ok là ba sóng đó là sóng nhỏ của từ 3 tới tới từ 4 thì W đã xong x đã xong nhưng mà x cho tới y thì chưa xong ok từ x cho tới y như vậy thì nó có ba sóng nhỏ đây là sóng a đây là sóng b và sóng c cùng màu ok và cái chữ nó nhỏ hơn đây là chữ cái còn đây là chữ nhỏ thì bởi vậy nó là nó là con của của x and y ok x and y nó có ba sóng nhỏ a b và c và xác suất vẫn vậy lạng quạng đây là chỉ là cái sóng b thôi sóng b thôi nó có thể râu ria lên tới cái vùng này nha nó có thể râu ria lên tới cái vùng này là 69 7, 73 rồi sau đó sóng C vẫn diễn ra và nó rơi vào cái khung giá này Đây, sóng C hay là mình có thể gọi nó là cái sóng Y hay là mình có thể gọi nó là sóng số 4 nghe có nghĩa là những con giá này vẫn có thể xảy ra vẫn có thể xảy ra có nghĩa là sau khi nó lên đó, đó, sau khi nó lên đó, nó nó cắn những con này có nghĩa là cái trend này vậy nè lên cắn những con này đúng không đớp những con này sau đó lại ngoạn xuống tới cái vùng này là ok đây là số 1 xảy ra rồi sau đó là là ngoạn cái chỗ này là cái số 2 xảy ra số 2 xảy ra ok thì đó là cái trường hợp trường hợp trường hợp một ok cái trường hợp xác suất ok <laughs> mình xác suất nó đang được diễn ra ngay bây giờ ok xác suất cao đang được diễn ra ngay bây giờ có nghĩa là nó đớp những con này sau đó nó đánh giá xuống tới cái vùng này lần rồi sau đó nó mới lên lại ok thì đây là cái 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 xác suất À, mình muốn chia sẻ đầu tiên. Cái thứ hai là ở đây có thể là có thể là ở đây đó. Ok, là nó sẽ ngay bây giờ luôn nó sẽ hồi lại tới cái vùng này. Và mình sẽ vẽ chỉ đỏ cho nó cùng màu, chỉ đỏ. Nó hồi lại tới cái vùng này. Rồi sau đó là nó làm gì? Sau đó nó vẽ nó hồi lại tới cái vùng này, chống được ở cái con giá này. Nha, chống được ở con giá này. Rồi rồi sau đó là là lên luôn cái vùng 85 cho tới 90. Ok, có nghĩa rằng á là sóng số 4 đã kết thúc ở đây. Ok, sóng Y đã kết thúc ở đây. Ok, có nghĩa rằng á đây là W nè, X nè, Y có thể kết thúc ở đây rồi. Nghe, y, W, X, Y đã kết thúc ở đây rồi Bởi vì miễn sao thằng Y Nó nằm dưới thằng W thôi là chuẩn rồi Chuẩn rồi Ok. Và và sóng số 4 đã kết thúc ở đây. Sóng số 4 đã kết thúc ở đây và tất cả mọi thứ nếu mà nó hồi lại ngay bây giờ và nó lên luôn á thì nó lên tới cái vùng này lận. Nó lên tới cái vùng 85 90 lận. Thì bạn thấy là bây giờ những giờ tới đây nếu mà nó bay bổng lên á thì thì nó nó bay bổng lên đúng không? Nhưng mà nó sập lại, nó sập lâu sâu hơn. Thà mình muốn nó sập luôn ngay bây giờ. Tới cái vùng này đã rồi nó lên thì tôi biết là ngắn hạn mình thấy ô, ô ô tại sao nó sập tại sao nó sập tại sao nó sập tại sao nó sập, sao nó sập? Ờ, cháy tài khoản nhảy ra thị trường nhưng mà sau đó lại nó lên tới cái vùng này là ngon lành nhưng mà nhưng mà những cái người mà không có nhờ những tín hiệu với tiền ở thì người ta chỉ muốn nó lên 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 thôi đúng không ok à, bởi vì người ta cần về bờ <laughs> ok thì người ta muốn tới đây này nhưng mà tới đây á người ta không bán ra rồi sau đó nó sập một cái vèo tới cái vùng này thì bạn ôm sô ok thực sự là cái trường hợp này, này là cái trường hợp thứ hai mình muốn nó xảy ra trường hợp thứ hai đây là trường hợp số 1 đúng không trường hợp số 1 đi đây là trường hợp số 1 mình nhận ra là số 1 này trường hợp số 1 ok option ok mình uh, mình ghi hơi xấu ok option 1 này nhưng mà đây là option 2 mình muốn trường hợp thứ hai xảy ra là rơi vào cái vùng này đi chóng 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 rồi bơm lên luôn bơm lên, lên cái vùng này Ok, bơm luôn cái vòng này thì đây là cái trường hợp thứ hai đây là cái trường hợp mà gọi là mình muốn nó xảy ra nên mình muốn nó xảy ra bởi vì vậy mình vòng được cái cái cái, cái này nhưng mà sau nhưng mà mình sẽ mỏ màu màu gì cái okay, màu đỏ luôn ok đây là cái trường hợp mình muốn nó xảy ra đây là đây là ngôi sao nghe <laughs> Phải ngôi sao nhưng mà ngôi sao hơi xấu ok đây là trường hợp mình muốn nó xảy ra Sắp đã, rồi lên ok À, nhưng rõ ràng thị trường này nó sẽ dựa theo người mua và người bán nhiều người mua giá đi lên nhiều người bán nó đi giá đi xuống ok chứ không phải dựa theo mình ok mình không định chỉnh hiệu sự cái giá nhưng mình vẫn có thể dùng nó để chốt đơn thì đây là cái trường hợp mình muốn nó xảy ra sập xuống rồi lên mình vô chi tiết một chút xíu rồi sau đó mình nhảy vào cái khung giờ để chia sẻ cho bạn những cái giờ tiếp theo chuyện gì xác suất cao nó sẽ xảy ra rõ ràng cho những người nào đã theo dõi một thời gian dài thì cho một cái từ một cái trend đi xuống như vậy xuống như vậy đúng không đi xuống như vậy để mình muốn có cái tín hiệu đi lên lại á, đi lên lại á thì mình cần cái đầu tiên, từ cái cho đi xuống như vậy mình để đi lên lại thì mình cần năm sóng đi lên. Thì cái vùng ở đây là năm sóng, năm sóng đi lên ha. Thì ở đây là năm sóng đã có rồi. Đây là 1, 2 ba, 3 này, 4 này, 5, năm sóng đi lên có. Ba sóng hồi. Thì vừa rồi là mình có thể dán nó ở cái vùng này. Tất cả mọi thứ bay lên đi bây giờ á, thì là sóng số 2 là ba sóng hồi đã dán ở đây. Nhưng mà ngay bây giờ cái ba sóng hồi á mình đang dán á. Đây là năm sóng đi lên. Để cho một cái trend nó thay đổi cũng giống như ở đây mình cân nhắc cho bạn cái khung giờ ngày. Để cho một cái trend nó thay đổi từ xuống đổi lên, từ xuống đổi lên, từ xuống đổi thành lên, lúc nào cũng vậy đó Mình cần năm sóng đi lên, ba sóng hồi, năm sóng đi lên, ba sóng hồi, đúng không? Thì ở đây cái khung cái khung này nó vẫn vậy. Mình cần là năm sóng đã có rồi, ba sóng hồi thì đây là mới chỉ có một nè, hai nè, ba, ba cái sóng hồi. Và sóng hồi đã, cái sóng hồi mà nó xuống luôn ngay bây giờ thì ngay bây giờ năm sóng đi lên đã có, ba sóng ngồi lại một này hai đang được diễn ra đây là cái sóng hồi thứ ba và cái sóng hồi thứ ba thì nó rơi vào cái khung giá này đúng không cái khung giá này á thì là cái khung giá mà nếu mà chống được ở trên khung giá 58.300 thì là một cái giai đoạn cực kỳ ngon lành bởi vì sao bởi vì năm sóng đi lên nè nhớ là năm sóng đi lên năm sóng đi lên vừa rồi tạo một cái sóng sóng lớn cái năm sóng đi lên tạo một sóng lớn ba sóng hồi 1 2 ok 1 2 3 tạo ok 1 2 3 ok tạo sóng số 2 lớn. 5 sóng đi lên. Đây là 5 ở trong đây 5 á nghe. Ok đây vẽ luôn 1 2 3 4 5 nhỏ thôi. Ok. <laughs> Khó coi. 5 sóng đi lên tạo sóng 1. 3 sóng 1 1 2 3 tạo sóng 2. Và từ 2 lên 3 như vậy bạn có thể thấy là từ 2 lên 3 là cái giai đoạn ngon lành nhất, ngon lành nhất. Biết là mình để sóng số 5 ở đây. Ở okay, cái số 5 ở đây. Ok, đây là cái sóng số 5 khác nha. Ok, sóng số khác. Từ đây từ 2 lên 3 thì nó tới từ 2 lên 3 nó tới cái vùng à, uh, 70 mấy thôi, nhưng mà xác suất là nó tiếp tục lên tới cái sóng số 5 của nó là 85 cho tới 90. 85 cho tới 90. Ok, cái sóng số 5, sóng sóng số 5 mình đang vẽ đây là sóng số 5 nào? Đây là cái sóng số 5 đây nè, okay, cái khung ngày. Đây, sóng 3, sóng 4. Và đây là sóng số 5. Đây sống số 5. 3 này, 4 này. 5. 5 này. Khung ngày, khung ngày. Ok. Thế đây, khung ngày cho tới cái vùng này lực. Ok. Nó sẽ tà, tà tà nó lên tới 70, 7 mấy. Ok, rồi, sau đó là 85 90. Thì thực sự mình muốn là mình muốn cái trường hợp nó hồi lại đây. 3 sóng đi lên, 5 sóng đi lên tạo sóng 1, 3 sóng hồi tạo sóng 2 rồi sau đó lên luôn, lên luôn. Thì cái đó là cái mình muốn Ok à, Thì bây giờ mình nhảy vô cái khung ngày ngay bây giờ Cái khung giờ ngay bây giờ đi Để mình coi thử cái xác suất cửa cái mình muốn nó có xảy ra hay không Hay là nó sẽ lên trước rồi sau đó nó sập Ok, okay Thì à, cái năm sóng đi lên hồi nãy mình vẽ ở đây cho bạn đúng không? Thì nó đang nằm ở đây vừa rồi. Ok. Nè, năm sóng đi lên mà có thể thấy. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sóng tạo sóng 1 Cũng giống như đây Ok ba cái sóng hồi ngay bây giờ mình đang suy nghĩ đó. Đây, đây đây là A này B này Rồi sau đó là C nè Mình thấy C, ABC đúng không Cũng giống như đây nè okay. A này B này, C này Tạo sóng 2 Thì đây sóng 2 Ok Cái chống được cái vùng này Cũng giống như mình nói chống được cái vùng này Chống được cái vùng này Ok uh, Leo thang, leo thang, leo thang, leo thang Từ 3 lên, từ 3 lên Hình 4. Ok, từ 2 chứ mình nói lộn, từ 2 lên 3. Ok, với những con giá này rồi có thể là xây đổi chút chút, ok. Rồi sau đó là mình có sóng số 4 và sau đó là mình có cái sóng số 5 thì lên tới cái vùng vùng giá mình chia sẻ là ok là 75, à, 85, 90 vân 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 vân. Ok. Thì mình sẽ chia sẻ cái khung khung giờ, cái okay, khung giờ. Về chống lưng thì rõ ràng mà mình đã biết là hồi nãy mình đã nói về con giá này. Ok thì đây, cái chống lưng đây nó mới là con giá quan trọng ok 50.800 ok 50.800 giữ được ok lên 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 hồi nãy cái sóng C sóng số 4 và sóng số 5 bạn có thể thấy nó cũng giống nhau thôi nhưng mà ở đây mình chia sẻ cho bạn gọi là nó nó không có những cái thứ khác nên bạn hiểu nó dễ hơn ok và tạm thời mình sẽ để những cái cái chỗ này nó bên đây nghe chỗ bên đây ok à, đây là cái chống lưng quan trọng nhất cái con giá này là con giá quan trọng nhất để tất cả mọi thứ được đào thang cái chống lưng trên nó Ok là cái chống lưng này Thì cái chống lưng này sử dụng cho cái sóng số 2 Năm sóng đi lên tạo sóng 1 ba sóng hồi tạo sóng 2 ba sóng hồi là A, B và C tạo sóng 2 Rồi bay lên, bay lên, bay lên, bay lên Để biết sóng số 2 đang được diễn ra Thì nó phải nằm dưới cái chống lưng Trực tiếp ngay bây giờ Đây là cái chống lưng ngắn hạn thôi Là con giá 63.150 Ok, rớt dưới con này thì ở đây mũi tên đã vẽ sẵn, rớt dưới con này thì nó sẽ chạy tới cái vùng vùng này cũng giống như mũi tên này đã vẽ ok bao nhiêu cái mũi tên đã vẽ ok mình mình sẽ xóa cái mũi tên này nhưng mà mình sẽ để dành cho để lại cái mũi tên này cho bạn thôi ok và rất dưới cái con này rất con giá 58.350 thì mình còn một cái chống lần nữa thì ở cái vùng khu vực này nhưng mà cái con giá quan trọng vẫn là vậy vẫn là không thay đổi nghe không thay đổi là nó là đây ok dựa theo cái khung này ok à, khung này ok à, một màu khác màu xanh đi ok rồi, à, uh, lên lại trên đây Xin lỗi bạn Ok Thì uh, vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn cái sóng xanh này Đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3 Đây sóng, có thể là sóng 4 đã kết thúc ở đây Nghe Và có thể là sóng 5 đang được đang được diễn ra luôn Ok Hoặc tất cả mọi thứ, tất cả những sự bay bỏng này Nó chỉ là cái sóng 3 thôi Ok, sóng 3 nè. Hai trường hợp Có thể là sóng 3 đã kết thúc ở đây, sóng 4 ở đây Và ngay bây giờ là trong sóng 5 đang được diễn ra luôn 3, 4, cũng được ok à, về gọi là nó nó đủ ok bởi vì sóng từ 2 lên 3 nó phải dài hơn sóng số sóng số 1 ok thì nó cũng dài hơn ok nó gọi là nó dài ok à, hoặc bạn có thể dán sóng số 3 ở đây ngay bây giờ chuẩn bị tới đây mình trải nghiệm sóng số 4 và sóng số 5 thôi nghe sóng số 5 làm sao là mình biết là sóng số 5 sóng 5 đang được diễn ra thì vừa rồi là mình đã chia sẻ cho bạn đây ok rồi được con giá gì à, tắt đi tất cả mọi thứ 67.500 67.500 bạn có thể thấy là vừa rồi đó 67.500 là cái vùng này, ngay cái vùng này. Vừa rồi nó r được là r gì? Ok, nó chỉ đã là đây là chỉ là một cái râu thôi nha. R được có nghĩa rằng á r được con r được cái con giá 67.500 này á thì nó có nghĩa là nó phải r từ 3 tới 5 tiếng lận. Ok, từ 3 tới 5 tiếng lận. Cái đó là kiến thức đã được lan tả tháng này qua năm nọ. Ok, lúc nào bất cứ một cái con giá nào mình đưa cho bạn đây. Vừa rồi là hai con giá quan trọng, là hai con giá là 2 con giá nào? Ok, là con giá 66.000 Ok, 66.200 và 67.900 à, Rớt dưới con giá này thì có nghĩa là sóng số 4 được diễn ra 5, Đánh vỡ con này á Ok, thì có nghĩa là sóng số 5 được diễn ra Ok, thì cân nhắc trong cái video vừa rồi Ok, đây R được, sóng số 5 được diễn ra Màu xanh luôn Ok, nhưng mà r nó Thì phải r từ 3 tới 5 tiếng Đây, đây đã cân nhắc bên đây luôn nè Ok Above, từ 3 tới 5 tiếng Thì sóng số 5 mới diễn ra Nghe, sóng số 5 Thì đây, mình xóa cái này đi Thì đây đây mình đổi cái màu để cho nó 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 phù hợp. Đây. Ok. 3 tới 5 tiếng rờ được nghe rờ ở dưới đây, rờ ở dưới đây, r trên đây thì gọi là bất cứ một con giá nào mình đưa ra cho bạn. Nghe, đây và đây kiến thức mình đã lan tả một năm mấy trời. Nếu mình cho bạn con giá này á, mình nói rờ được thì sóng số 5 sẽ được diễn ra thì nó sẽ rơi vào cái vùng này. Nó phải rờ được con này á từ 3 tới 5 tiếng lận. Nghe nó, thì mình mới xác thực nó nó tới cái giai đoạn này. Sóng số 5 được diễn ra nó rời dưới con này 3 tới 5 tiếng thì mình mới xác thực là sóng số 4 được diễn ra đừng có quá vội nó chỉ đánh những cái râu lên râu xuống thôi á mà bạn tưởng là sóng số 5 được diễn ra cắn con này nó chỉ đánh vừa rồi là đến con sóng số 5 thôi vừa rồi bạn có thể thấy là nó chỉ đánh một cái râu lên rồi đánh xuống lại ok thì có những người ở ngoài xã hội không nhận tín hiệu của mình á tưởng là sóng số 5 đang được diễn ra hay là sau là lên luôn rồi Ok, vô cái, những cái lệnh long thì người ta đánh số lại người ta rửa bạn bởi vì vậy cẩn thận lúc nào bất cứ một con giá nào mình đưa ra cho bạn cẩn thận lúc nào nó cũng phải r 3 tới 5 tiếng 3 tới 5 tiếng ok 3 tới 5 tiếng 3 tới 5 tiếng 3 tới 5 tiếng 3 tới 5 tiếng ok cũng nếu mà cắn dưới con này thì cũng phải là 3 tới 5 tiếng thì nó mới sóng số 4 được diễn ra đây r r được con giá này thì ok thì sóng số 4 được diễn ra và r thì cũng phải là từ 3 tới 5 hours. Ok, từ 3 tới 5 hours. Ok. Lúc nào cũng vậy hết. Thì về tín hiệu, ok thì về đếm sóng thì đây là 3 1 2. Ok, có thể là 3 4. Ok. Và 5 được diễn ra ngay bây giờ luôn, bay lên luôn ngay bây giờ. Hoặc bạn có thể sóng số 3 ở đây, sóng số 4 ở đây và sóng số 5 đang được diễn ra. Tắt đi tất cả mọi thứ thì bạn có thể thấy là ngay bây giờ nó đang vẫn đang nằm trong một ngay bây giờ thì đó, ngắn hạn thì vừa rồi thì nó đang nằm trong một cái khung vậy thôi là con giá là cho là con đỉnh của nó là 67 000 67 700 và ở đây ok uh, 56 000 năm uh, 65 900 65 900 ok ok thì gọi là mình vẽ thêm một cái đường chỉ nữa mình dời cái đường chỉ vàng này xuống dưới đây luôn đi ha ok chỉ vàng ok từ đây 59.000. Ok, 5 65 65.900 thì đây là con giá quan trọng ngay bây giờ. Ok, giá quan trọng ngay. Và cái con giá này thì vừa rồi đã được nâng cấp lên. Ok. Bởi vì nó đánh một cái rau lên đúng không? Thì bây giờ mình nâng mình nâng nó lên luôn đi. Ok, mình nâng lên luôn. Đường chỉ vàng, đường chỉ quan trọng, nâng lên. 67.700. Ok, đây, nâng lên luôn. 67.700. Ok. Thì đây là hai con giá quan trọng trong cái ok trong cái những cái giờ tới đây nó vẫn vậy chắc không có thay đổi nghe mà mình dựa hai con giá này con giá này và con giá này nó nói lên sóng số 5 hoặc sóng số 4 đã được diễn ra à, uh, sóng số 4 đã được diễn ra còn mà nếu mà nó sập dưới cái con này nè ok con giá 60 con giá con giá sập dưới con giá này ok thì đây mình cần nhắc luôn mình làm một cái mũi tên đi ha sập dưới cái cái râu vừa rồi của nó thì nó sẽ rơi vào vùng này là con giá là 60 64.600, 64.600. Sập dưới con giá này thì mình sẽ rơi vào cái vùng vùng giá này thử hết. Mình, mình có cái chống lưng này, ok. Để gọi là sóng số 5 tiếp tục diễn ra. Đây là sóng số 4, cái đây là cái chống lưng của sóng số 4 này nghe, đừng có lẫn lộn. Ok. Và đây là những con giá của đây là những cái con giá của sóng số 5. Sóng số 5. Miễn sao chống được ở cái vùng này thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang. Còn nếu mà nó lên nó cắn luôn con này ngay bây giờ, đúng không? thì xong, gọi là sóng số 3 là kết thúc ở đây, sóng số 4 ở đây. Ok. Nếu nó lên luôn, cắn con này. Ok. Và cái con đó thì vừa rồi là mình sẽ dời nó lên tới cái vùng nào? 67.000. 67.700. Ok. 7.700. 67 lên cắn con giá này. Ok. Lên cắn con giá này. Lên được cắn con giá 67.700 thì nó sẽ rơi vào những con giá này. Rớt dưới con giá này ngay bây giờ, đúng không? thì sống thì số 4 đang được diễn ra thôi ok gọi là lập đi lập lại trong cái video vừa rồi về cái khung ngày Rớt dưới con giá này thì sống số 4 được diễn ra và đây là cái chống lưng kế tiếp cho nó ok chống lưng của sóng số 4 giữ được trên 63 150 thì tất cả sóng số 5 sẽ được diễn ra Rớt dưới đó thì nó là sống số 2 được diễn ra ok cũng a b abc của sống số 2 ok và nhớ mình muốn thì mình muốn nó rơi vào cái khu, khu vực này cũng giống như cái đây là cái cái chọn lựa thứ hai của mình nè Ok, đây là ngôi sao này mình muốn nó sập xuống cái vùng này ngay bây giờ rồi sau đó leo thang ok mình thì mình muốn nó rớt ngay bây giờ xuống nó rớt luôn dưới cái con gió 63 rơi vào cái khung vực khu vực này bởi vì thì nếu để để nó rơi vào nó chống được cái khu vực này á thì đây là tất cả những thứ bay bổng vừa rồi đó là sóng số, số 1 3 sóng hội A, B, C ABC tạo sóng số 2 Và từ 2 lên 3 như vậy là một giai đoạn rất là mạnh bạo Giai đoạn chốt đơn Mạnh bạo nhất trong tất cả những cái sóng Mình muốn nó rơi vào cái vùng này Nhưng mà trước khi nó rơi vào cái vùng này Nó có một cái chống lưng của sóng số 4 Là con giá là 63 000 Chống được Tất cả mọi thứ vẫn leo thang sóng số 5 sẽ được diễn ra Không chống được Thì Sóng C được diễn ra Sóng số 2 được diễn ra Tôi chứ không bị gì hết Ok Uh, những cái giờ tiếp theo nghe những trong cái tuần này là nó ra nó nó sẽ quyết định cái trò chơi cái trò chơi xuống hoặc lên ngay bây giờ ok xuống hoặc lên nghe lên cắn trước nghe rõ ràng là ngay bây giờ là vừa rồi mình cũng đã nói là xác suất là nó lên nếu mà nó lên nó đánh vỡ cái đỉnh của nó nó lên nó cắn con này thì sẽ nó sập lại tới cái vùng này luôn ok cân nhắc cân nhắc cần nhắc lên xác suất là lên nó cắn con này rồi cắn những con này rồi nó sập lại những cái vùng này lần mình thà nó xuống ngay bây giờ tới cái khung vực này mình thà tới khu vực này rồi bay lên bay lên luôn ok thì đây là nó nó tốt hơn nó tốt hơn ok à, còn những cái giờ tới đây gọi là rõ ràng là bạn nhìn ra cái khung ngày á, thì ngày bây giờ nó chỉ là bạn rõ ràng bạn quan trọng tới khung giờ đúng không có những người người ta chỉ trade từ cái khung ngày khung ngày thôi người ta giao dịch dùng khung ngày để giao dịch thôi không dùng khung giờ nha thì ngay bây giờ nó đang gọi là nó đang đóng băng thôi rớt tới cái vùng này mua thu gom thêm rớt tới cái vùng này thu gom thôi thêm, thêm. Còn mà còn mà gọi nó, nó đang đóng băng ở đây thôi. Còn mà bây giờ những cái sự râu ria lên chút xíu nữa tới 69 70 nó vẫn không quan trọng. Nghe vẫn không quan trọng bởi vì để chứng tỏ để chứng tỏ nó lên á thì nó phải cần năm sóng lên. Nghe bây giờ nó chỉ có ba sóng mà. Năm sóng lên. Cần năm sóng lên ba sóng hồi rồi rồi người ta mới thu gom kế tiếp cho những người nào chơi cái khung không ngày Nghe. ok um, dựa theo những gì mình thấy trên bàn Ok Gọi là Thì ngay bây giờ là nó Cái Cái mà quan trọng là nằm giữa hai cái bàn vàng này Và giá của nó là đây 67.700 50 65.900 Rồi cái con này Sống số 4 được diễn ra Đây là cái chống lưng cho nó kế tiếp Chống được Sống số 5 được diễn ra Bây giờ lên luôn Thì có nghĩa là sống 3 ở đây Số 4 ở đây Lên luôn rồi được con này thì sống số 5 này được diễn ra rơi vào cái vùng này rồi cái vùng này rồi sao nữa rồi cái vùng này rồi, rồi tới cái vùng này rồi sập lại, nha sập lại, sập lại, sập lại, sập lại, ok, sập lại, xác suất là sập lại cao, nghe, xác suất là nó chỉ là cái sóng b thôi, a à, b và sau đó là sóng c đang thiếu, đang thiếu, ok, đang thiếu, kép, okay. à, đây thì mình chỉ cân nhắc luôn nè đây, only chỉ là sóng b thôi, chỉ là sóng b thôi, rơi vào cái vùng này, sóng b này, đây là sóng b thôi. Ok. À, cân nhắc tất cả những con xe á là mình phải từ 3 tới 5 tiếng mới xác thực được để mới mới là xác thực những cái râu không có tính nhưng những cái râu không có tính. À, dựa theo tất cả những gì mình thấy thì xác suất có thể là xuống nhiều hơn lên xuống trong những giờ tiếp theo để sóng số 4 được diễn ra thì đó là cái suy nghĩ Ok Tại sao cái suy nghĩ đó Bạn thể bằng vẽ một đường chỉ đi ngang như vậy Vừa rồi là cái con giá mình đưa ra cho bạn là con giá gì 67.450 vẫn Vừa rồi bạn có thể thấy là nó lên nó rờ đúng con giá mình đưa ra cho bạn Đó là cái kháng cự 67.450 Nó đánh một cái râu lên sau nó hồi lại Và nguyên những cái con giá ngay bây giờ vừa rồi bạn có thể thấy là Bằng vẽ một đường chỉ đi ngang là nó 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 nằm dưới nghe gọi là nó 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 không lên lại được nó không lên lại được Đúng không? Nguyên cái khu vực này đây là cái khung giờ Bạn có thể thấy là bao nhiêu giờ đã trôi đi Bao nhiêu giờ đã trôi đi Hai ngày trời Hai ngày 13 giờ Nó không lên được Đúng không? Thì có thể xác suất là nó Sống số 4 sẽ được diễn ra Hoặc tất cả mọi thứ đã đáp cánh Ở cái vùng này À, ok, A Ok, xin, lỗi bạn Tất cả mọi thứ có thể đáp cánh ở cái vùng này Có thể là A, B đã kết đáp cánh ở cái vùng này và C được diễn ra rơi vào cái vùng khu, vực này thì đó là xác suất cao xác suất cao là cái khu vực này sẽ được trải nghiệm sẽ được rờ tới xác suất cao nha à, bởi vì không phá vỡ được bạn có thể thấy là đây là bạn có thể vẽ một đường chỉ đơn giản thì vẽ một đường chỉ đi ngang thì đây là một cái kháng cự mà nó không phá vỡ được vừa rồi thì chỉ là râu ria rồi sau đánh giá xuống lại thôi, đánh giá xuống lại thôi Chừng nào nó phá vỡ điểm đỉnh của nó 67.700 thì nói lên câu chuyện Kế tiếp là 69, 70 à, uh, 69, 70, 72, 73 Còn nằm dưới cái Vẫn nằm dưới nghe Vẫn nằm dưới con giá là 60 Bạn có thể vẽ một cái đường chỉ đi ngang thôi ok à, uh, Đây, cho ở đây đi ok 67.000 300 và cái rồi thôi thì mình có thể vô sử dụng cái này thôi nằm dưới cái con giá này. Under, ok, ngắn hạn, ngắn hạn đúng không under thì lower ok thì đây nếu mà nằm dưới con giá này vẫn là cái chống lưng mình vẫn biết là nó nó có râu ri lên tới 67.700 lần nhưng mà mình vẫn sử dụng cái này ok nếu mà vẫn nằm dưới con giá 60 mình xin lỗi bạn 67 450 thì xuống thêm vậy thôi để ý hai cái vành vàng, vàng nó lên câu chuyện vẫn nằm dưới con giá này thì xuống thêm xuống thêm nó bò xuống lại tới cái vùng này chống được thì sóng số năm được diễn ra không chống được thì nó rơi vào cái khu khu vực này rồi đây là cái cơ hội để lên lại ok thì đây nhưng mà đây là cái cơ hội mình muốn nó xảy ra ok tới cái vùng này thu gom thêm để lên lại bởi vì vậy mình kêu bằng gì mua vô một chút mua vô một chút mua vô một chút bởi vì sao ta mua vô một chút bởi vì bởi vì nó những con giá nó nằm trong cái khung này cái khung này là cái khung vô. Ok, nó kết nối với nhau hết đây Có thể là bằng kêu move một chút này 60 ngàn này, 59 này Ok, 58 này Đây là cái khu vực vô mà Nguyên giữa hai cái vành xanh này Đây là cái khu vực move vô. Ok, move khu khu đó là bạn không có thể Thể, thể lỗ được Ok, mua từ từ này Kép. Thì xác suất Những cái giờ tới đây á Nằm dưới cái con này thì xuống Vậy thôi, 67.450 Chấm hết Ok, 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 ok Nãy giờ mình mua, mình quay 30 phút video Để nói cho rõ ràng là mình vẽ cho bạn một bức tranh Gọi là, cho là có thể là một bức tranh Vài tuần nữa để xảy ra Đúng không? Vài ngày, vài tuần nữa và xảy ra Nhưng tóm tắt lại Trong gọi là những cái giờ tới đây Thì có thể là xuống nhiều hơn lên Nếu nằm dưới con giá này Chấm hết Ok Vậy thôi, mình là, mình là đen nhiều tới từ tiền Academy Kinh về đầu tư tiền điện tử Uh, okay. ờ, <laughs> không, xin lỗi uh, mình quen nói về cái vấn đề này mình là đây nhau tới thứ tiền cái mình kinh về đầu tư tiền điện tử bitcoin hay nhất tại việt nam trong nước và nước chấm hết ok uh, <laughs> mình quen nói mình lỡ luôn ok nếu bạn tìm được kiến thức ứng vô ngón tay bên dưới nếu mà bạn học được một cái thứ gì ok ghi ở bên dưới với mình ok mình muốn bạn mình muốn hiểu bởi vì ở đây nó không có một cái nguồn mà bạn có thể gọi vô cho mình được đúng không thì mình muốn hiểu bạn cái sự trải nghiệm của tín hiệu nó như thế nào nếu tín hiệu nó chuẩn ghi chuẩn bên dưới không chuẩn ghi không chuẩn bên dưới cho những người nào mới va chạm với cái nền tảng này thì rõ ràng là bạn phải nhắn cho nhân viên để lấy những cái tập vừa rồi bạn muốn được có được tự do tài chính những cái gì mình đang làm á thì mình mình tin tưởng nó là mình đang dẫn dắt bạn tới được tự do tài chính còn những cái thứ mà bạn nghĩ là mình vô cho đây bằng trải nghiệm cho vui thôi thôi á thì nhớ rời nền tảng càng sớm càng tốt. Thì nó là vậy. Cái năm 2024 và năm 2025 dựa tới khoảng cỡ tháng 4 năm 2025 thôi. Ok, tới tháng 4 năm 2025 thôi. Thì ngay bây giờ từ đây tới đó là một sự gọi là gọi là giai đoạn để nhân cái tài khoản của bạn lên để có được tự do tài chính. Spot mua vô bán ra mua vô bán ra vẫn chốt đơn. Nhưng mà chỉ có nhóm tờ đầu tư dài hạn Thì mới giúp bạn có được tự do tài chính Vậy thôi Xin chào mọi người các Tìm được kiến thức, ứng dụng ngón tay uh, tính hiệu chuẩn vân 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 ghi bên dưới Ok Vậy thôi, cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn Xin chào